Trong xã hội phương Đông như Trung Quốc thì quan niệm truyền thống về việc phải kết hôn sớm và lập gia đình đang là sức ép đối với các thanh niên có tư tưởng hiện đại và tự do. Và cho dù đang là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, nhưng nước này vẫn tồn tại quan điểm là phụ nữ qua tuổi 25 mà chưa lấy chồng thì là gái ế, thậm chí còn bị quy cho tội là bất hiếu. Tuy nhiên, chính vấn đề xã hội này đã giúp chiến dịch quảng cáo của hãng mỹ phẩm xa xỉ SK2 thắng lớn khi họ tung ra video quảng cáo trực tuyến bênh vực các cô gái muộn chồng. Ý tưởng độc đáo lần này là của đại gia P&G với nhãn hàng mỹ phẩm xa xỉ SK2. Video này đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem trên youku.com, dịch vụ chia sẻ video của Trung Quốc, tương tự như YouTube, chỉ sau 2 ngày đăng tải. Trong một quảng cáo của SK2 thì các cô gái phân trần với cha mẹ rằng mình không muốn kết hôn chỉ bởi vì nghĩa vụ làm tròn chữ hiếu, mà thay vào đó muốn dành thời gian để tìm người phù hợp cho mình. Các cô đã nói về áp lực phải đối mặt hay cảm giác tủi thân thế nào khi bị ra rìa, và nỗi chán trường khi luôn phải đối mặt với những câu hỏi muôn thuở bởi họ hàng trong dịp lễ Tết. Cuối cùng thì chính những cô gái này hiểu bản thân phải ngay lập tức đưa ra giải pháp triệt để cho vấn đề đau đầu này. Các cô nàng quyết định tham gia chợ tình, nhưng thay vì chuẩn bị hồ sơ xin cưới, họ sẽ treo ảnh của chính mình kèm theo những thông điệp cá nhân, cảm xúc như con muốn có thời gian để lựa chọn đúng người con yêu, hay con đang rất hạnh phúc và tự do với cuộc sống độc thân. Mẫu quảng cáo khép lại câu chuyện bằng một tín hiệu vui mừng, chính là giây phút cảm động khi những người phụ nữ độc thân nhận được sự cảm thông từ gia đình và vui sướng khi được sống đúng nghĩa trong niềm hạnh phúc và tự hào.